Vâng, chào anh chị và bạn nha. Thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ tổng hợp và cập nhật mẫu xe trên cửa hàng. Đặc biệt thêm nữa là chỉ với 50 triệu thôi cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay thì anh chị cùng theo chân em Trung lướt sơ một vòng đó quý anh chị. Thì anh chị đang thấy phải nói là trên cửa hàng của em Trung đã hết xe bán. Bữa nay ngày hôm nay thì em Trung đang cho em nó dọn lại cái chỗ này để demo lại làm những cái chỗ đậu xe đề cao cho cô chú anh chị nha. Cho nó đỡ nắng. Và tiếp tục đây thì cùng theo chân em Trung từ đằng bên ngoài vô tới phần đằng bên trong chỉ với 50 triệu thôi cô chú anh chị nha. Thế là những cái mẫu xe ngoài này thì chắc anh chị thì cũng đã thấy, đã em Trung cũng lên nói cũng nhiều lần rồi cô chú anh chị. Em này là Xen đó, và em Everest này thì bán rồi đó, nhưng mà khách thì cũng chưa có chịu lấy, kêu để đó từ từ đấy. Và đây thì em xe tải bên này đó. Thì anh chị ngày hôm nay thì anh chị cần quan tâm cái mẫu xe nào chụp hình gửi qua Zalo cho em Trung nhá. Cần quan tâm cái mẫu xe nào chụp hình gửi qua Zalo, cần video chi tiết của chú anh chị nha. Thì đây thì anh chị đang thấy em này là Suzuki Ben đời 2010 quý anh chị nha. Em Trung nhắc nhiều lần chỉ với 80 thôi. Xe này thì và đây còn những cái mẫu xe tải của chú anh chị đó. Và đặc biệt anh chị không cũng chống bãi thì ngày hôm nay thì phải nói là em Trung cũng cảm ơn cô chú anh chị phương xa rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ em Trung. Thì ngày hôm nay thì lướt sơ một vòng cùng theo chân em Trung, đặc biệt thêm nữa là chỉ với 50 triệu thôi đó quý anh chị nha, là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu siêu xe rồi quý anh chị. Từ đầu video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công cuộc sống. Thì rất nhiều anh chị hỏi địa chỉ của em Trung ở đâu. Địa chỉ em Trung tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Thì cái ở đây thì em Trung không có số nhà cô chú anh chị. Thì em Trung là sát với lại trung tâm đăng kiểm cô chú nhỉ nha. Đó, đằng bên kia là đăng kiểm, đằng bên kia là trường lái, đằng sau lưng em Trung là đăng kiểm, và ở đây chính giữa đây là gara Quang Trung. Thì cái vị trí của em Trung đã có cái em Trung đã check in cái vị trí trên YouTube. Thì anh chị check in cái vị trí đó, hoặc là anh chị lên Google bấm ô tô Quang Trung Lâm Đồng, hoặc là chợ ô tô Lâm Đồng, bấm cái chữ Quang Trung Lâm Đồng nó cũng ra cô chú anh chị nha. Thì anh chị bấm vào đó thì những cái gọi là những anh Google đó, chị Google sẽ chỉ và đưa anh chị lên tới tận nơi, tới ô tô Quang Trung. Thì ngày hôm nay thì anh chị cùng theo chân em Trung lướt sơ một vòng còn những mẫu xe trên cửa hàng, đặc biệt cô chú anh chị nha, chỉ với 50 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe đẹp quý anh chị, thương hiệu Nhật Bản quý anh chị nha. Đây thì trước mặt anh chị đang thấy thì em Trung cũng em Trung nói rõ là ngày hôm nay cô chú anh chị nha, ngày hôm nay anh chị cần quan tâm cái mẫu xe nào chụp hình gửi qua Zalo, cần video chi tiết chị em Trung không lên video chi tiết cô chú nhỉ nha. Lên là lướt sơ cập nhật mẫu xe trên cửa hàng. Và đây thì trước mặt anh chị đang thấy một mẫu em Audi Q7 đời 2012. Em này là 2012, đăng ký 2015 cô chú anh chị nha, ngay chủ ủy quyền qua bên em Trung. Và cái xe này nó là máy 3.0 turbo cô chú anh chị, 3.0 turbo cô chú nhỉ nha. Và cái xe này nó không phải là cái dòng 3.6, 4.2, được cái là rất là tiết kiệm quý anh chị nhé. Nếu chẳng hạn như anh chị cần quan tâm, cần gọi là một cái mẫu xe về trải nghiệm này đó, hoặc là về đi chơi quý anh chị nha, em nói là nếu mà để sở hữu em nó thì thật sự là nó nhất bài luôn cô chú anh chị. Nhưng mà không biết cảm nghĩ của anh chị như thế nào, nhưng mà cảm nghĩ của em Trung khi một cái size Audi này, tại vì cái khi mà anh lại cái form mới kia rồi á, 2015, 2016 á, là cái form mới kia nó không được đẹp bằng những cái form này. Cái form này nó rất là to, cao, vạm vỡ, rực rỡ cho cô chú anh chị. Thì cái xe này bán cho cô chú anh chị chỉ với 900 thôi quý anh chị nhá. Và đây trước mặt anh chị đằng bên đây thì anh chị đang thấy một em Toyota Vios đời 2018 bản E số sàn cô chú anh chị. Một cái mẫu xe thương hiệu nồi đồng gối đá này, tiết kiệm nhiên liệu này, gọi là Việt Nam mình thì bởi vậy tại sao mà có những cái câu từ xưa tới giờ rồi cô chú anh chị. Xe máy là Honda mà ô tô là Toyota, nó thuộc cái diện là nồi đồng cối đá. Chẳng hạn như anh chị cần những cái là bền lằn, tiết kiệm từ xưa tới giờ lên bảy. Vậy tại sao mà em Trung cũng không có phải là ý là nói tới nói lui nói nhiều, và nói nhiều quá đâm ra nhiều khi anh chị em Trung là nó mất dở đi. Thì xe này em Trung đã có video chi tiết được cô chú anh chị, dành cho anh chị một mẫu em Vios đời 2018 cô chú anh chị nha. Giá dành cho anh chị chỉ với 300 cô chú anh chị. Và tiếp tục đây thì đằng bên đây anh chị đang thấy em Trung cũng vừa mới về được một mẫu em Honda Cọc 1995, vỏ lốp đẹp, đăng kiểm mới. Tất cả cái gầm xe này thì cũng vừa mới làm cô chú anh chị, êm thi thít thì thầm mùa xuân cho cô chú anh chị luôn. Đây anh chị, cái xe này thì của một anh cán bộ cô chú anh chị nha.
Đó thì anh chị đang thấy được cái nước sơn thì rất là đẹp rồi quý anh chị. Và tiếp tục đây thì em Trung chỉ có lướt sơ cái phần nội thất được quý anh chị đâu. Mở cửa ra đèn sáng luôn. Đấy anh chị. Nhìn cái bộ nỉ đằng trong xe của em nó là anh chị đã thấy cảm nhận là nó đẹp tới mức độ như thế nào rồi cô chú anh chị. Đây. Anh chị nhìn cái bộ nỉ của em nó. Gọi là nó mới chắc luôn, xanh gì. Đây quý anh chị, từ những cái lốc này, không, từ những cái tem mạc thật sự. Khi anh chị được cái gia chủ xe này thì sử dụng rất là kỹ luôn. Và đặc biệt cô chú anh chị nhé, xe này em nó là 4 số một chủ từ đầu thủ đô Hà Nội thì anh chị cũng thấy. Ngày xưa để mà sở hữu, để mà tìm một cái mẫu xe như này để sử dụng thì thật sự là nó rất là khó cô chú anh chị. Honda Accord quý anh chị nhé, đẳng cấp chất từ xưa tới giờ. Nếu mà so sánh với lại những một cái mẫu xe Camry thì em Trung dám khẳng định như cô chú anh chị, đi em Honda Accord này sướng phê và gọi là tê người cô chú anh chị nha. Đó thì ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có lướt sơ thôi quý anh chị. Và giá dành cho anh chị chỉ với 100 củ khoai quý anh chị. Và đây thì trước mặt anh chị đang thấy em này là BMW này 318i cô chú anh chị nha. Xe này em Trung cũng nhắc nhiều lần và giảm cho cô chú anh chị 10 triệu 160 còn 150 triệu cô chú anh chị nha. Đó thì xe này anh chị đang thấy vỏ lốp của em nó thì cũng còn khá là đẹp cô chú anh chị, khá là đẹp cô chú anh chị nha. Và đăng kiểm em này thì cũng vừa mới khám và tiếp tục đây thì được cái màu sơn, cái nước sơn của em nó thật sự là khi anh chị nhìn nó, nó chỉ có bụi thôi nhưng mà nhìn nó không có dơ luôn cô chú anh chị. Đây, lướt sơ một vòng. Đó cô chị nha. Giá dành cho anh chị chỉ với 150 củ khoai. Và đây thì ngày hôm nay em Trung giới thiệu cho cô chú anh chị một em Honda Accord của anh chị, cũng 4 số một chủ từ đầu của anh chị. Màu vàng rất nổi luôn cô chú anh chị nha. Đây cô chị này. Tiếp tục đây, lướt sơ phần bên ngoài xong ta đi vô cái phần nội thất cho cô chú anh chị luôn, dành cho anh chị mà về đi cà phê này. À, rất là ok luôn. Đó đi chơi cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. À, đẹp không cô chú anh chị? Được cái màu vàng rất nổi luôn. À, anh chị đâu? Ok chưa? Cùng theo chân em Trung lướt sơ cái phần nội thất cho cô chú anh chị luôn. Đây cái phần nội thất của em nó thì nội thất này em Trung cũng đã bọc mới rồi quý anh chị nhá. Nếu chẳng hạn như anh chị xe này em Trung đã có video chi tiết, chẳng hạn như anh chị mà cửa đời đó tới bây giờ mà anh chị đóng chắc đứt luôn quý anh chị. Đây, nội thất của em nó anh chị thấy ok không? À, rất là cứng cáp luôn cô chú anh chị. Nếu anh chị muốn thật sự muốn đam mê một mẫu Honda Accord này, liên hệ em Trung, giá dành cho anh chị em này thì đời 88 cô chú anh chị nhá, mắt nhắm mắt mở. Và giá bán cho cô chú anh chị chỉ với 50 củ khoai cô chú anh chị nhá. Thì thật sự là trên cửa hàng của em Trung cũng đã hết xe bán cô chú anh chị. Nếu anh chị có xe bán thì cho em Trung xin ít hình ảnh của Zalo nhá. Đó thì cuối video cho em Trung một buổi chiều tối, cho em Trung kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, đăng ký, bấm chuông, tiếp tục xem nhiều xe cập nhật cửa hàng nha. Thì đặc biệt thêm nữa thì anh chị có xe bán cho em Trung xin ít hình ảnh nha.